chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà Đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian nha. Bữa nay Nevada đang có mặt tại con đường Nguyễn Hữu Cảnh để giới thiệu đến quý anh chị một bất động sản VIP ha. Liên hệ chính chủ luôn là chị Oanh, số điện thoại mình để bên trên góc phải màn hình đó, 0363 517 408. Thì anh chị môi giới nào nếu mà có khách hàng tài chính phù hợp á, cũng có thể là làm việc gọi điện cho chị Oanh, chủ nhà luôn ha. Rồi ok, cái vị trí này á là nó cực kỳ VIP nha anh chị. Ngay đây là đường Nguyễn Hữu Cảnh ha. Nếu mà anh chị đi lên 500m là cầu Sài Gòn đi về thành phố Thủ Đức đó anh chị. Còn anh chị quẹo tay trái á, là mình có thể đi về khu Hàng Xanh. À, còn đối diện đây như anh chị thấy ha, đây là toàn cảnh của Landmark 81 nè anh chị. Cái đường bên kia đó, chỗ bảng màu cam á anh chị, là cái hướng mà mình sẽ quẹo vào Landmark 81 nha. Vị trí cực kỳ là VIP luôn. À, rồi anh chị nhìn qua hướng bên đây thì nếu mà anh chị đi cái hướng này một cây là mình sẽ tới cầu Thủ Thiêm nha anh chị. Mình đi qua khu Thủ Thiêm ha, khu đất vàng mà cái giá bán của nó là từ mấy tỷ một mét vuông đó anh chị. Hôm bữa đợt đấu giá đó chắc anh chị cũng biết ha. Và đây là hai tòa nhà The Manor 1 và The Manor 2. Thì cái vị trí khu đất này á, rất là VIP này á, là nằm phía sau lưng của The Manor 2 nha anh chị. Nói chung là sát bên đường Nguyễn Hữu Cảnh thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng vào cái vị trí để mình quay chi tiết cho anh chị luôn. Anh chị có thể là mình tham quan, rồi sau đó, đó là anh chị sẽ coi được sổ nè, báo giá công khai minh bạch, liên hệ với chủ luôn nha. Nó sẽ có nhiều hướng rẽ vào từ đường Nguyễn Hữu Cảnh nha. Nhưng mà đây là mình đi cái hẻm này là hẻm 117 nè. Có tới 3-4 hướng vào luôn anh chị. Đồng thời là nhà mình gần cái chợ Võ Duy Ninh đó anh chị. Cái hướng này nếu mà anh chị đi thẳng là cũng ra chợ Võ Duy Ninh được ha. Trường Cửu Long ngay đó đó. Ngôi chợ đó thì bán lúc nào cũng đông á, từ sáng tới chiều luôn. Rồi bây giờ mình chạy vô, sau đó mình ôm tay trái nha. Thì đó chính là hẻm 113 Võ Duy Ninh. Và giá bán của bất động sản này nó cũng khá là tốt nha anh chị. Đây này, bây giờ nếu mà anh chị đi thẳng là ra chợ Võ Duy Ninh được ha. Thì bây giờ mình ôm tay trái đó. Đi cái hướng này cũng dẫn ra chợ Võ Duy Ninh nha anh chị. Đồng thời là bên tay trái á, những cái nhánh rẽ á, là mình sẽ đi ra đường Nguyễn Hữu Cảnh lại. Gần nhà mình có một cái nhánh rẽ đó anh chị, là nó sẽ đi ra Nguyễn Hữu Cảnh đó, và mình băng qua bên kia đường được đó. Rất là lợi thế luôn. À, anh chị thấy cái vị trí này á, là hẻm rộng lên tới 6m luôn ha. Xe hơi xe tải là lưu thông được. Rồi nghe đây, anh chị để ý bên tay trái mình nè đó. Cái nhánh hẻm này nè anh chị. Anh chị đi thẳng á, là mình cũng có thể là ra đường Nguyễn Hữu Cảnh ha. Và ngay đó nó có cái đèn xanh đèn đỏ để anh chị băng qua đường được. Mình đi về khu Landmark 81 được. Rồi mình chạy vô chút xíu, bên phải có một quán ăn, thì bên trái là vị trí khu đất cũng như là căn nhà của chị Oanh ha. Bây giờ mình sẽ xuống quay chi tiết cho anh chị xem cái vị trí này nha. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem ha. Đó, cái tòa nhà này là The Manor 1 nè anh chị. À, hẻm cực kỳ là rộng rãi luôn. Ở đây là hẻm 113 xẹt 4 Võ Duy Ninh á. Anh chị đi những cái hướng mà bên tay phải đều thông ra Nguyễn Hữu Cảnh được hết nha. Bề rộng hẻm thì lên tới 6m, xe hơi chạy vi vu luôn. Cái hướng này cũng vậy anh chị, mình đi tới mình quẹo tay trái là cũng ra Nguyễn Hữu Cảnh ha. Vị trí rất là trung tâm luôn, gần Landmark 81. Rồi ok, phía sau căn nhà này á anh chị, khu đất này á là The Manor 2 đó. Chị thấy cái tòa nhà đó là The Manor 2. Rồi đây là cái hướng mặt tiền phía trước nè anh chị. Ở cái hướng này là hướng tây ha, thì cái bề ngang của nó là 4m86 mặt tiền phía trước nha, 4m86. Một khu đất cực kỳ là rộng lớn ha, rất là VIP luôn. Chiều dài của nó là gần 40m đó. Nở hậu ra là 16m4, còn cái phần hông anh chị, nó nở hông là cũng gần 40m luôn đó. Gồm tất cả là 6 căn nhà chính và gần 30 phòng trọ cho thuê. Một quỹ đất rất là lớn ha. Thì cái vị trí này á, là nó quy hoạch đất ở nha anh chị. Đây, đây là cái căn nhà chính hướng tây. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh chị xem. Thì nó cũng là
quay chủ yếu là đất thôi anh chị, mình giống như là mình bán đất tặng nhà đó. À, bên trên đó là một trệt một lầu ha. Rồi đi xuống nè, ở đây cầu thang đi lên nè. Rồi đây là căn nhà chính, thì hiện tại nhà là mình thấy còn rất là mới đẹp nha. Bên dưới trệt cũng có phòng ngủ nè. Rồi xuống dưới đây là anh chị sẽ thấy là nó sẽ nở hậu, bắt đầu nở hậu ha, nó nở ra phần bên tay phải mình nè. À, khu vực của bếp rồi nhà vệ sinh. Tổng diện tích đất là 800 m² nha anh chị, một quỹ đất cực kỳ lớn ha, trung tâm của quận Bình Thạnh, cách 500 m là cầu Sài Gòn nè, Landmark 81 nè, đi ra cầu Thủ Thiêm nè, đó, chợ Võ Duy Ninh. Còn anh chị đi khoảng tầm một cây là tới chợ Thị Nghè. Đó, anh chị xuống dưới đây ha, là căn nhà thứ nhất, vị trí của căn nhà thứ nhất nha. Tới đây, còn phía sau là mình có thêm 5 căn nhà chính nữa, với lại tất cả là hơn 30 phòng trọ cho thuê. À, đây là cái quỹ đất của mình luôn nha anh chị. Đây nè, bên trong đây hiện tại là nguyên một dãy phòng trọ ha, đã cho thuê hết rồi anh chị, full phòng, đồng hồ riêng. Rồi đó, anh chị thấy là những cái căn này nó ở qua bên cái chiều dài của nó đó, đã nằm bên căn nhà chính của mình bên đây hả, nó nở đó chị, nở hông á, nở hông ra là khoảng gần 40 mét luôn. Còn cái vị trí này á là khu đất của mình đang để đậu xe. Rồi khi anh chị đi vô đây thì bên đây á cũng là phần đất của mình luôn ha, cái này là cái kho để mình đựng đồ thôi. Rồi quay một vòng quang cảnh cho mình nè. Đây căn nhà này là cái phòng trọ của mình nha, còn cái này á là nhà của người ta, nhưng mà từ cái căn nhà màu hồng này là của đất của mình nè, trên đất của mình nè. Hả, ở đây là phần đất của nhà mình, và mình chừa một cái đường đi đó, chừa một cái đường đi nhỏ để mình đi vô rất là riêng tư anh chị thấy ha. Thì tổng cộng á, là có 4 căn nhà hướng mặt tiền phía sau này ha, là hướng đông á anh chị. Hả, 4 căn, bên đây là một căn nè đó, và bên qua đây là có thêm 3 căn nữa nha. Rồi đó, căn 1 căn 2 này là căn nhà chính ha, bên đây là dãy phòng trọ. Anh chị thấy ở đây á là nó có một cái cửa, thì cái cửa này mình có thể là dắt xe vô mình để bên trong, rồi sau đó mình đi lên trên thì trên lầu là 5 căn phòng trọ nha. Rồi cái căn này cũng là căn nhà chính luôn, mình đi vô đây cho anh chị tham quan bên trong ha. Đó, bên trong đây là dãy phòng trọ, thì hiện tại là cũng cho thuê kín hết rồi, nên người ta cũng khóa cửa ta đi làm đó anh chị. À, cái căn bên trong đó là anh ở về bên tay phải á, đây nguyên một dãy luôn đó. Thì anh chị xem trên sổ á là mình sẽ dễ hình dung hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng ra bên ngoài khu đất nha, đi ra mặt phía sau. Nói chung thì cái nhà này mình đi á, lúc nào mình đi nó cũng dễ dàng, nó thông qua bên đường Nguyễn Hữu Cảnh hết nha anh chị. Phía sau mình cũng vậy thôi. Đây cái cửa sau nè, đó, mở ra. Rồi đó, cái tòa nhà này là The Manor 2 nè anh chị, ngay phía sau nhà mình luôn đó. Bên trong đây thì nó là hẻm cục rồi ha, thì cái căn nhà này là cũng là của trên đất của mình luôn anh chị thấy ha. Đó, một trệt một lầu. Rồi bên đây á là tổng cộng 3 căn nha, 1 2 3. Đó, đây có cái lối đi riêng nè. Thì nếu mà anh chị chạy tới đó, mình đi tay trái là ra Nguyễn Hữu Cảnh ha, còn mình đi tay phải á là ra chợ Chiều, Võ Duy Ninh. Rồi ngay đây là cái hướng đi lên phòng trọ nè anh chị, trên đây á là có mấy căn phòng trọ bên trên nữa, thành ra tổng cộng á là gần hơn chứ tổng cộng là hơn 30 căn phòng trọ đang cho thuê, có thu nhập mỗi tháng luôn ha. Đó, anh chị mới vừa tham quan xong khu đất á, thì bên đây là 4 căn hướng mặt tiền, thì cái hướng này nó là hướng đông, và sau đây mình sẽ mở cái sổ hồng cũng như là file cam để anh chị nhìn được tổng quan hơn nha. Sổ hồng riêng của khu đất có địa chỉ tại 113/4/44 Võ Duy Ninh, thuộc phường 22 quận Bình Thạnh, với diện tích công nhận là 799,6 m², coi như là gần 800 m² đó anh chị. Trong đó đất thổ cư là 673,1 m², còn lại là đất trồng cây hàng năm. Và đây là sơ đồ của nhà, thì anh chị thấy khu đất này nó có hai mặt tiền ha. Mặt tiền thứ nhất là hướng Tây, là căn nhà chính, có bề ngang là 4m86 nè anh chị.
Khi mà anh chị đi vào á, sau đó nó sẽ nở cái phần hông ra gần 40 mét luôn, và cái hậu phía sau á là nở ra là 16 mét 4. Thì cái hậu này á là bốn căn nhà chính ha. Cái hướng mặt tiền này là hướng đông. Hai cái mặt tiền của nhà nó giống như là song song với nhau luôn anh chị, và đều có thể dễ dàng đi ra đường Nguyễn Hữu Cảnh nha. Gần như là toàn bộ khu đất, vị trí của những căn nhà đều là thổ cư anh chị ha. Chỉ có vị trí những cái chỗ đường đi á mới là đất cây hàng năm thôi. Và đây là hình ảnh của khu đất nhìn từ trên cao, lợi thế là có tất cả hai mặt tiền anh chị nha. Hiện tại giá bán cho khu đất 800 mét vuông tại cái vị trí trung tâm này đó là 75 tỷ, còn thương lượng anh chị ha thì tính ra đâu đó nó khoảng tầm là 90 triệu trên mét vuông thôi. Liên hệ với chính chủ luôn là chị Oanh 0363 517 408. Số điện thoại liên hệ mình để bên trên góc phải màn hình, có tiếp anh chị môi giới luôn nha. Khi mà anh chị bay lên á, ở vị trí này á thì mình thấy là choáng ngợp ha, với tất cả những tòa nhà cực kỳ cao, The Manor 1, Manor 2 và bên kia là khu Landmark 81. Thì rất là phù hợp để anh chị phát triển những dự án lớn ở cái vị trí mà có thể nói là trung tâm luôn. Và đây là tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, bên đó là cầu Thủ Thiêm, đi qua khu Thủ Thiêm, khu Triệu Đô đó anh chị. Còn anh chị cứ đi thẳng tới chút xíu nữa thì mình có thể nhìn từ xa là cái vòng đu quay của sở thú anh chị ha. Ở cách nhà mình đâu đó khoảng tầm 1,3 km. Vị trí này anh chị nhìn á là thấy cái tòa nhà City Garden luôn, nằm trên đường Ngô Tất Tố ha. Và cái toàn tuyến metro trên cao. Và đây là vị trí khu đất của nhà chị Oanh 800 mét vuông nè anh chị, nằm kế bên đường Nguyễn Hữu Cảnh ha. Thì từ đầu clip là mình đứng ở trên khúc này nè, anh chị thấy là nó rất là gần cầu Sài Gòn ha, khoảng cách đâu đó là 500 mét thôi. Mình đi thẳng qua khu Thảo Điền anh chị, khu An Phú An Khánh của thành phố Thủ Đức đó. Và gần như là tiếp giáp sông Sài Gòn ha. Từ nhà khu nhà của chị Oanh á, chạy xích qua chút xíu có 1 phút thôi là vô cái khu Landmark 81 anh chị nha. Một vị trí cực kỳ là trung tâm. Và mình đi đường Nguyễn Hữu Cảnh, sau đó mình đi về ngã tư Hàng Xanh cũng gần ha, đâu đó khoảng tầm là 1 km. Từ đất của chị Oanh thì anh chị dễ dàng mình đi ra chợ Võ Duy Ninh nè anh chị, chợ chiều Võ Duy Ninh nè. Anh chị đi Nguyễn Tất Tố đi về chợ Thị Nghè thì đâu đó nó khoảng tầm là 1,3 km ha. Thì cái hướng này cũng có thể đi vào Thảo Cầm Viên được, ok. Còn hoặc là anh chị đi đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng được. Đây, từ vị trí đất của chị Oanh mình đi đường Nguyễn Hữu Cảnh thì cũng đi qua cầu Thị Nghè 2 tới Thảo Cầm Viên đó. Và đây nó cũng gần cầu Thủ Thiêm luôn anh chị. Anh chị đi hướng cầu Thủ Thiêm nè, là mình sẽ đi qua khu đất vàng của Thủ Thiêm, mấy tỷ một mét vuông á anh chị. Rồi đi qua khu Sala nè. Nói chung thì cái vị trí này cực kỳ là trung tâm, rất là phù hợp cho quý anh chị nào mà tài chính tốt á, mình đầu tư để phân lô bán nền hoặc là làm dự án gì đó ha. Nằm ngay phía sau khu cao ốc The Manor 2 luôn. Và bây giờ mình đang có mặt tại đường Nguyễn Hữu Cảnh lại anh chị nha. Đó, cái vị trí này là để anh chị đi ra, mình quay đầu xe đi hướng bên kia Nguyễn Hữu Cảnh, đi qua khu Landmark 81 đó anh chị. Ngay đây nó là đèn xanh đèn đỏ như anh chị thấy ha. Bây giờ đi tay phải á, thì cũng đi về cầu Thủ Thiêm đó. Bây giờ mình sẽ hướng này đi vô, bên phải mình là Manor 1 và bên trái mình á là Manor 2 đó. Những tòa chung cư rất là lớn anh chị ha. Thì ban đầu mình đi hẻm là hẻm 117. Anh chị đi cái hẻm đó nó sẽ rộng hơn, nhưng mà cái hẻm này á là vẫn xe hơi vô được nè anh chị. Đó, chiều tối là anh chị có thể là mình đi xe hơi vô thì nó cũng thoải mái ha. Thì lúc mà anh chị chạy vô quẹo tay trái là tới nhà luôn, sát bên nhà mình luôn. Đó, nói chung là cái hướng để mà mình băng qua đường Nguyễn Hữu Cảnh á là sát bên nhà. Rồi, vị trí căn nhà là nằm bên tay trái nha anh chị. Đây nằm bên tay trái nè. Rồi mình đã quay cũng khá là chi tiết cho anh chị xem bên trong rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi thẳng cái hướng này để thông ra chợ Võ Duy Ninh. Anh chị có thể là mình nhìn được tổng quan hai hướng đi ha. Bên tay trái mình anh chị quẹo qua cũng được, là mình thông ra lại Nguyễn Hữu Cảnh. Còn bây giờ mình ôm tay phải nha. Chợ này thì khá là đông nha anh chị, lúc nào bán cũng đông nghẹt à, từ sáng tới chiều. Đi chợ cách nhà là khoảng tầm có 200 mét thôi. Đó, ngay đây là vị trí của chợ rồi nè. Rồi,
hướng này anh chị ôm tay trái là cũng ra Nguyễn Hữu Cảnh lại nha anh chị. Nói chung là từ Nguyễn Hữu Cảnh thì cái hướng nào nó vô nhà mình cũng được anh chị, rất là nhiều hướng. Còn anh chị ôm tay phải này là mình sẽ đi ra đường Ngô Tất Tố nè. À, đây là cảnh chợ, hiện tại là buổi trưa, kêu là chợ chiều Võ Duy Ninh. Rất là đông ha. Bán thịt cá rau củ đầy đủ, thì chủ yếu là quay cho quý anh chị mình ở xa mình tham quan thêm ha. Có thể là anh chị mình chưa đủ tài chính mua, nhưng mà mình vẫn xem để mình biết giá, mình giải trí. Thì anh chị hãy nhấn like đăng ký kênh ha, và chia sẻ clip này để nhiều người có nhu cầu thì sẽ liên hệ với chủ nhà giúp họ bán nhanh hơn. Mua bán là lịch sự anh chị ha, không có làm phiền. Coi được rõ chi tiết đúng nhu cầu thì mình sẽ liên hệ với chủ nhà. Rồi ok, đi ra đây là thoáng rồi anh chị. Đây bên đây là trường Cửu Long. À, bây giờ nếu mà anh chị muốn đi về Điện Biên Phủ, Hàng Xanh này nọ đó, vô trung tâm á, thì anh chị có thể đi hướng này ha. À, đi hướng này Ngô Tất Tố. Còn anh chị nhìn qua bên tay trái mình đây thì đây là cầu Thủ Thiêm. Đi qua khu Thủ Thiêm, đi về khu Sala, à, khu đô thị Sala, biệt thự Sala đó trước mặt quý anh chị ha. Còn nếu mà anh chị quẹo tay phải thì mình sẽ đi về chợ cầu Thiên Nghè 2, là mình sẽ kết nối vô Bến Nghé của quận nhất, đi về vườn thú đó anh chị. À, đây là cầu Thủ Thiêm. Rồi đi ra ngoài đó vẫn là Nguyễn Hữu Cảnh ha, quẹo tay phải 1 km là anh chị đi về sở thú nha. Vị trí thì quá là trung tâm rồi, quan trọng vẫn là cái mức giá thôi. Thì anh chị hãy liên hệ với chị Oanh 0363517408, là chủ nhà 75 tỷ vẫn còn thương lượng nha anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi kênh, nhớ nhấn like đăng ký kênh nha. Mình sẽ gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.